Tử Vi về ngày 24 tháng 1 âm lịch Giáp Dần. Xin chào quý vị, chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh Phong Thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ và truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh, đặc biệt được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Hôm nay mời anh chị và các bạn hãy cùng theo dõi phần luận giải chi tiết về tử vi của 12 con giáp trong ngày 24 tháng 1 năm 2021 âm lịch với sự tư vấn từ thầy Gia Cát và các thầy trong Hiệp hội Phong thủy Việt. Vậy trong ngày hôm nay, 12 con giáp sẽ đón vận trình ngày mới như thế nào? Công danh, sự nghiệp, gia đạo, sức khỏe sẽ ra sao? Con giáp nào sẽ gặp may mắn? Con giáp nào sẽ gặp xui xẻo? Các con giáp cần làm gì để có một ngày hành thông, thuận lợi và may mắn? Thì xin mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi trong chương trình ngày hôm nay. Và nhân dịp năm mới, kênh Phong thủy Gia Cát kính chúc quý vị an khang, thịnh vượng, gặt hái được nhiều thành công và tài lộc. Để ủng hộ cho chương trình, quý vị hãy nhấn theo dõi kênh, sau đó nhấn vào tín hiệu chuông ở phía dưới màn hình để luôn cập nhật những video mới nhất và hay nhất từ ban biên tập của chương trình. Đặc biệt trong tháng này, thầy Gia Cát sẽ nhận tư vấn hoàn toàn miễn phí tại văn phòng công ty Phong thủy Lộc Tài về các vấn đề như tử vi, phong thủy, mua mà âm trạch, xây nhà, sửa nhà hay cưới hỏi. Để có thể được tư vấn miễn phí, quý anh chị hãy liên hệ đặt lịch theo số điện thoại đang được hiển thị trên màn hình. Tổng quan về ngày 24 tháng 1 âm lịch năm Tân Sửu. Ngày 24 tháng 1 năm 2021 âm lịch, tức ngày mùng 7 tháng 3 năm 2021 dương lịch, là ngày Giáp Dần, tháng Canh Dần, năm Tân Sửu. Ngày này có nạp âm là Đại Khê Thủy. Ngày Giáp Dần thuộc hành thủy khắc hành hỏa, đặc biệt là tuổi Mậu Tý, Bính Thân, Mậu Ngọ thuộc hành hỏa, không sợ thủy. Ngày Dần lục hợp hợi, tam hợp ngọ và tuất thành hòa cục. Xung thân, hình tị, hại tị, phá hợi, tuyệt dậu. Các tuổi bị xung khắc với ngày là tuổi Mậu Thân, tuổi Bính Thân, tuổi Canh Ngọ và tuổi Canh Tý. Các công việc nên làm trong ngày có thể kể đến như cầu tài, ký hợp đồng, động đất, đắp nền, làm hoặc sửa phòng bếp, nạp lễ cầu thân. Ngoài ra còn có các việc không nên làm như cưới xin, tranh đấu kiện tụng hay khởi dựng nhà cửa. Trên đây là một số thông tin của ngày 24 tháng 1 năm 2021 âm lịch. Ngoài ra, việc chọn lựa ngày tốt cần phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu họ tên, ngày tháng năm sinh, số điện thoại, hoặc anh chị có thể liên hệ trực tiếp tới số hotline hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Tổng quan tử vi 12 con giáp trong ngày 24 tháng 1 âm lịch. Thứ nhất, tuổi Tý. Tý Dương Thủy gặp Giáp Dương Mộc là thực thần, nghĩa là thân bị sinh xuất tiết, mất khí. Nên trong ngày này, các gia chủ tuổi Tý cần hết sức chú ý và cẩn thận trong mọi việc. Trong ngày hôm nay, tuổi Tý còn có các mã tinh và phúc tinh chiếu mệnh. Cho nên trong ngày này, bản mệnh có thể xem xét tiến hành các công việc quan trọng nhưng vẫn cần chú ý, nhất là những việc liên quan tới vấn đề giấy tờ. Bên cạnh đó, để đường công danh, tài lộc được thuận lợi, các gia chủ tuổi Tý nên sử dụng vật phẩm phong thủy tam giáp khai vận, thân, tí, thìn của kênh Phong thủy Gia Cát. Thứ hai, tuổi Sửu.
Sửu âm thổ gặp giáp dương mộc là chính quan, nghĩa là thân bị khắc. Trong ngày này, bản mệnh cần chú ý lời ăn, tiếng nói, cẩn thận những thị phi từ miệng mà ra. May mắn còn có thiên ất quý nhân đóng mệnh. Đây là ngôi sao may mắn, nếu có ngôi sao này trong mệnh sẽ có được vinh hoa, phú quý, mệnh thăng khí vượng và gặp được quý nhân giúp đỡ trong công việc và cuộc sống. Trong ngày, bản mệnh cũng cần chú ý hung thần kiếp sát chiếu mệnh. Đây là hung thần sẽ gây ảnh hưởng lớn tới tài lộc cũng như sức khỏe của gia chủ. Năm nay là một năm rất gian nan, vất vả của những gia chủ tuổi Sửu. Chính vì thế, bản mệnh nên chọn cho mình vật phẩm phong thủy, minh quang pháp bảo. Vật phẩm là pháp khí của nhà Phật được ra đời trên nền tảng chắt lọc những tinh hoa, chính khí tốt, giúp vạn sự hanh thông, tốt lành. Đồng thời, đây cũng là vật phẩm hỗ trợ kích đào hoa, tình duyên hiệu quả cho các gia chủ tuổi Sửu. Thứ ba, tuổi Dần. Dần dương mộc gặp giáp dương mộc là tỷ kiên, nghĩa là được sự trợ giúp, hỗ trợ từ những người thân, anh em của mình. Trong ngày này, nếu gia chủ gặp phải những vấn đề khó giải quyết hoặc không giải quyết được, hãy nhớ rằng mình vẫn còn có những người thân ở xung quanh để tìm sự giúp đỡ, hóa nguy thành an, hóa hung thành cát. Trong ngày còn có hai cát thần là Phước Tinh và Thiên Lộc giáng chiếu. Cho nên thời điểm này, bản mệnh có thể xem xét tiến hành các công việc quan trọng, nhưng sẽ cần chú ý cẩn trọng, nhất là những việc liên quan tới vấn đề giấy tờ. Khuyên gia chủ tuổi Dần hãy mang theo bên mình pháp khí nhà Phật, bát bảo, tâm kinh để hóa giải những thị phi và xung khắc giữa các con giáp. Từ đó cải mệnh, tăng phúc, tăng cường vận khí và chiêu tài lộc cho bản mệnh. Đồng thời, pháp khí sẽ chiêu mời quý nhân tương trợ và giúp đỡ công việc được hành thông, thuận lợi và thành công. Thứ tư, tuổi Mão. Mão mộc gặp giáp dương mộc là kiếp tài, nghĩa là ngang bằng đối với bản thân. Đối với các gia chủ tuổi Mão trong ngày hôm nay, nên chú ý nhiều về những mối quan hệ thân thiết xung quanh mình. Tuy nhiên, bản mệnh cũng cần chú ý hung tinh kình dương chiếu mệnh, chủ về tai họa, thương tật. Cho nên, trong ngày hôm nay, gia chủ tuổi Mão cần chú ý những lời mời gọi, nhờ vả liên quan đến việc giấy tờ. Đồng thời, cũng không đứng ra vay mượn hay ký nhận thay ai, tránh những tranh cãi không đáng có liên quan đến pháp luật. Vậy nên, gia chủ tuổi Mão hãy luôn sử dụng vòng tay tam giác khai vận, Hợi, Mão, Mùi để cân bằng ngũ hành, giúp các bản mệnh có một sức khỏe tốt hơn. Đồng thời, khi mang theo vòng tam giác khai vận, vòng tay sẽ như một tấm bùa phù hộ và bảo vệ bản mệnh khỏi những hung tinh, thị phi và những họa ngầm trong những chuyến đi, tránh va chạm và đụng độ không đáng có. Thứ năm, tuổi Thìn. Thìn dương thổ gặp giáp dương mộc là thất sát. Trong ngày này, các gia chủ tuổi Thìn nên chú ý nhiều hơn trong công việc để tránh gặp phải những thị phi không cần thiết. Khi gặp chuyện, bản mệnh nên bình tĩnh đưa ra phương án tối ưu để có thể giải quyết vấn đề, khiến mọi chuyện tốt đẹp, yên bình. Trong ngày còn có kim dư và mã tinh chiếu mệnh. Đây là các tinh phú quý. Trong ngày này sẽ có nhiều tài lộc, quý nhân đến với những người tuổi Thìn. Hơn nữa, trong năm 2021, tuổi Thìn nằm trong bộ tứ hành xung Thìn, Tuất, Sửu, Mùi nên phạm phải thái tuế. Người xưa có câu: thái tuế đương đầu họa, vô hỷ tất hữu họa. Ý chỉ thái tuế báo đến hướng. Những người phạm tuổi thái tuế đều gặp những điều không may mắn trong năm. Khuyên gia chủ nên sử dụng pháp khí phong thủy, kim bài thái tuế đặt trong ví luôn mang theo bên mình để hóa giải. Thứ sáu, tuổi Tỵ. Tỵ âm hỏa gặp giáp dương mộc là chính ấn, nghĩa là bản thân được sinh dưỡng, nuôi dưỡng. Đây là ngày cát lành cho những gia chủ tuổi Tỵ. Nếu có cơ hội tốt, bản mệnh cần phải nắm bắt, ắt hẳn sẽ có được tài lộc,
sự phát triển tốt đang chờ đợi bạn ở phía trước. Trong ngày còn có hai cát thần là Văn Xương và Thái Cực chiếu đến bản mệnh, đem lại những may mắn cho gia chủ. Văn Xương quý nhân là cát tinh chủ về việc học hành, thi cử, nên ngày hôm nay rất thuận lợi cho việc thi cử, đạt được những thành tích cao, công danh hành thơm. Còn Thái Cực là ngôi sao chủ về thông minh, ham học. Trong ngày này, bản mệnh cần nắm bắt các cơ hội, thể hiện được tài năng, nhiệt huyết của mình trong công việc để đạt được những thành quả đáng mong muốn. Tuy nhiên, bản mệnh cũng cần chú ý hung thần kiếp sát chiếu mệnh. Đây là hung thần sẽ gây ảnh hưởng lớn tới tài lộc cũng như sức khỏe của gia chủ. Trong thời điểm này, người tuổi Tỵ hãy sử dụng vật phẩm phong thủy tam giác khai vận Tỵ, Dậu, Sửu để hóa giải hung họa, chiêu quý nhân giúp đỡ và tương trợ trong công việc và cuộc sống. Thứ bảy, tuổi Ngọ. Ngọ xung hỏa gặp giáp xung mộc là thiên ấn, nghĩa là bản thân được sinh phù. Trong ngày này, những gia chủ tuổi Ngọ nếu có cơ hội nên chủ động và chấp nhận thử thách để có kết quả tốt hơn. Trong ngày có cát tinh Thái Cực chiếu mệnh, đem lại may mắn cho gia chủ tuổi Ngọ. Thái Cực là ngôi sao chủ về thông minh, ham học. Cho nên trong ngày này, bản mệnh cần nắm bắt các cơ hội, thể hiện được tài năng, nhiệt huyết của mình trong công việc để đạt được những thành quả đáng mong muốn. Bên cạnh đó, người tuổi Ngọ cần sử dụng vật phẩm phong thủy tam giác khai vận Dần, Ngọ, Tuất để vận trình công việc, tình duyên, tài lộc, sức khỏe được hanh thông, thuận lợi. Thứ 8, tuổi Mùi. Mùi âm hỏa gặp giáp xung mộc là chính quan, nghĩa là thân bị khắc. Trong ngày này, các bản mệnh cần chú ý lời ăn, tiếng nói, cẩn thận những thị phi từ miệng mà ra. Trong ngày còn có thiên ất quý nhân đóng mệnh là ngôi sao may mắn. Nếu có ngôi sao này trong mệnh sẽ có được vinh hoa, phú quý, mệnh thăng khí vượng và được những người giúp đỡ trong công việc và cuộc sống. Đặc biệt, để không bị tiểu nhân ám hại, cản con đường công danh, sự nghiệp và tài lộc, những gia chủ tuổi Mùi nên mang bên mình pháp khí phong thủy, minh quang pháp bảo. Pháp khí có tác dụng kích con đường công danh và tài lộc hiệu quả, giúp các gia chủ chớp thời cơ, nắm cơ hội thành công. Thứ 9, tuổi Thân. Thân Dương Kim gặp giáp Dương Mộc là thiên tài, nghĩa là bị thân khắc. Trong ngày này, những gia chủ tuổi Thân sẽ dễ có được tài lộc, công việc và sự nghiệp cũng có tiến triển tốt. Nhưng trong vấn đề tình cảm, tình duyên, nếu không cẩn thận sẽ xảy ra tranh chấp, cãi vã không cần thiết đối với bạn đời. Trong thời điểm này, người tuổi Thân nên sử dụng pháp khí phong thủy tam giác khai vận Thân, Tý, Thìn của kênh phong thủy Gia Cát để kỵ tà, hóa sát, tăng may mắn, bình an cho gia chủ. 10. Tuổi Dậu. Dậu âm kim gặp giáp xung mộc là chính tài, nghĩa là bị thân khắc xuất. Trong ngày này, những gia chủ tuổi Dậu cần chú ý nhiều tới vấn đề tài lộc của mình. Tránh tham gia các trò đỏ đen sẽ dẫn tới thất tài không đáng có. Tuy nhiên, trong ngày, bản mệnh cần chú ý hung thần kiếp sát chiếu mệnh. Đây là hung thần sẽ gây ảnh hưởng lớn tới tài lộc cũng như sức khỏe của gia chủ. Đồng thời, gia chủ nên mang bên mình vòng tam giác khai vận Tỵ, Dậu, Sửu để cho công việc được hanh thông, mọi điều đều gặp may mắn. 11. Tuổi Tuất. Tuất Dương Thổ gặp giáp Dương Mộc là thất sát. Trong ngày này, các gia chủ tuổi Tuất nên cẩn trọng, chú ý nhiều hơn trong công việc để tránh gặp phải những thị phi không cần thiết. Ngoài ra trong ngày còn có các thần quốc ấn giáng chiếu. Thần sát này chủ về quan vận, cho nên những gia chủ tuổi Tuất nếu như đang theo con đường quan trường sẽ có được những trợ giúp rất lớn. Nếu có những cơ hội tốt, gia chủ nên nắm bắt để có những bước tiến tốt hơn. Đặc biệt trong năm 2021, tuổi Tuất nằm trong bộ tứ hành xung Thìn, Tuất,
Sửu, Mùi nên phạm phải thái tuế. Người xưa có câu thái tuế đương đầu họa, vô hỷ tân hữu họa, ý chỉ thái tuế đào đến hướng. Những người phạm tuổi thái tuế đều gặp những điều không may mắn trong năm. Khuyên gia chủ tuổi Tuất nên sử dụng vật phẩm phong thủy, kim bài thái tuế đặt trong ví luôn mang theo bên mình để hóa giải quỷ hợi. Hợi xương thổ gặp giáp xương mộc là thương quan, nghĩa là bản thân bị khắc chế. Đối với các gia chủ tuổi Hợi trong ngày này, cần cẩn trọng hết sức các mối quan hệ xung quanh mình, tránh vì những mâu thuẫn nhỏ mà xảy ra xung đột không đáng có. Trong ngày này có hung thần Kình Xương chủ về tai họa, thương tật chiếu mệnh. Cho nên gia chủ tuổi Hợi cần chú ý những lời mời, nhờ vả liên quan đến giấy tờ. Đồng thời cũng không đứng ra vay mượn hay ký nhận, tránh những tranh cãi không đáng có liên quan đến pháp luật. Trong thời điểm này, các gia chủ tuổi Hợi hãy luôn mang kim bài thái tuế bên mình để tăng thêm may mắn và tài lộc. Trên đây, kênh Phong Thủy Gia Cát đã trao đổi với anh chị về tử vi chi tiết ngày 14 tháng 1 năm 2021 âm lịch của 12 con giáp. Hy vọng rằng với những kiến thức mà chúng tôi vừa chia sẻ, anh chị có thể áp dụng tránh hung, hóa cát để lộ trình công việc ngày hôm nay được thuận lợi và suôn sẻ nhất. Quý anh chị đừng ngần ngại, hãy bày tỏ những quan điểm và cảm xúc của mình ở phần bình luận. Hãy đưa ra những ý kiến đóng góp giúp chương trình ngày một hoàn thiện hơn để có thể đưa đến quý vị những video chuẩn chỉnh nhất. Đừng quên đăng ký kênh để có thể cập nhật những kiến thức mới nhất về tử vi, phong thủy ứng dụng vào cuộc sống hàng ngày. Cảm ơn quý anh chị đã luôn quan tâm, theo dõi và ủng hộ chương trình trong suốt thời gian qua. Chúc quý vị và các bạn gặp nhiều may mắn và thành công trong cuộc sống. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!